Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo nhận cái đồng coin của ví, đó là cái ví US Wallet. Thì đây đúng là một cái ký ví tiền điện tử và đang có cái chương trình airdrop tặng 9 cái đồng token FMTN. Thì ở đây thì 9 cái đồng FMTN này xấp xỉ là 9 đô la nha các bạn. Rồi thì trước khi mà mình hướng dẫn cho các bạn là tải app đăng ký tài khoản thì là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về cái thông tin về cái dự án này, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái kỹ hơn về cái dự án này nha các bạn. Rồi thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần ứng dụng. US Wallet là quyền truy cập của bạn và thế hệ tiếp theo trong quá trình phát triển tiền điện tử. US Wallet là ví tiền điện tử kết hợp để gửi, nhận, mua và lưu trữ tất cả các loại tiền phong phú của bạn. Ví dụ như Uniter, Fami, Coin và UFC và tiền thị trường, ví dụ như Bitcoin, ETH và BNB, USDT, vân vân. Và Ulite, Fami, Coin là loại tiền điện tử kết hợp với ví phi tập trung đầu tiên trên thế giới, và US Wallet là ví tốt nhất để quản lý tất cả các tài sản tiền điện tử của bạn. Đó, thì ở đây thì nó sẽ là cái phần thông tin cũng như là giới thiệu về cái dự án nhé. Và bên dưới thì là đánh giá này, đánh giá của tất cả mọi người nhé. Ví tốt nhất và đáng tin cậy nhỉ. Dự án tốt cho tương lai, dự án đẹp và chúc một ngày tốt lành. Đây là một dự án tuyệt vời với hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp. Ở đây thì rất là nhiều người ủng hộ cũng như là comment, bình luận đánh giá 5 sao cho dự án này. Đó, thì đây là một cái dự án khá là tốt nha các bạn. Thì ứng dụng ví này thì bao gồm có cả trò chơi, ứng dụng NFT. Rồi thì bây giờ mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là đăng ký để chúng ta nhận là 9 cái đồng token của sàn này, của cái ví này, đó là token FMTN. Thì cái link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản nhé. Rồi, đây là cái phần form đăng ký nhé. Thì đầu tiên thì các bạn điền cái username của các bạn này. Username này thì các bạn lưu ý cho mình là viết liền, không dấu. Tiếp theo là đến cái địa chỉ email thì các bạn viết địa chỉ email chính xác cho mình để chúng ta còn có thể là chúng ta sẽ xác nhận cái mã code nữa. Bước tiếp theo là các bạn nhập mật khẩu và các bạn nhắc lại cái mật khẩu cho mình. Sau khi nhập mật khẩu xong thì các bạn đánh dấu tích vào đây và các bạn nhấn vào phần đăng ký cho mình nhé. Rồi, ok, như vậy là đã đăng ký tài khoản thành công. Ở đây thì nó có cái thông báo đó là các bạn hãy kích vào cái phần send code để nhận cái mã code bao gồm 6 chữ số. Các bạn nhập vào đây để chúng ta xác minh về địa chỉ email thì các bạn kích vào nút send code cho mình. Rồi bây giờ thì các bạn mở mail ra. Các bạn kích vào đây. Rồi các bạn kéo lên, các bạn copy cho mình cái mã code này. Các bạn quay trở lại đây, các bạn dán cho mình cái mã code vào cái ô này nhé. Rồi các bạn kéo lên này, các bạn kích vào verify. Ok, như vậy là đã xác minh tài khoản EMI thành công và nó sẽ có báo có cái dòng chữ xanh ở trên này nhé. Rồi ok, bây giờ sau khi đăng ký tài khoản xong thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta cài đặt cái app nhé. Thì các bạn kích vào nút cài đặt này. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu chúng ta tải cái app xuống, thì các bạn kích vào đây, chúng ta tải app về. Rồi các bạn nhấn mở lên nhé. Các bạn nhấn vào cài đặt hoặc là cập nhật. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi thì mình sẽ là cập nhật app nhé. Rồi ok, như vậy là đã cài đặt cái ví xong thì các bạn kích mở lên. Ở đây thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái username hoặc cái địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký lúc nãy nhé. Ở đây mình sẽ đăng nhập bằng username này, nhập mật khẩu. Rồi các bạn nhấn vào login này. Ok, như vậy là đã đăng nhập vào ví thành công rồi. Thì ở trong cái mục ví này thì nó có rất là nhiều các cái chức năng và cái giao diện của nó thì giống như một cái giao diện của một cái sàn giao dịch nha các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái nhiệm vụ để chúng ta nhận cái phần thưởng nhé. Thì từ cái giao diện chính của cái ví này thì các bạn kích vào cái phần hai gạch ở bên góc tay trái này, trên đỉnh này. Các bạn kích vào cái phần mà nhiệm vụ đây, đầu tiên nhé. Tức là cái trung tâm nhiệm vụ ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có các cái nhiệm vụ để chúng ta làm. Đa phần là các cái nhiệm vụ chủ yếu là join vào các cái mạng xã hội. Ở đây thì có cái nhiệm vụ nhiều tiền nhất là 1.000 cái đồng FMT. Thì cái nhiệm vụ này chắc là khó cho nên là cái phần thưởng nó cao. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ làm lần lượt nhé. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta là
đăng ký tài khoản và download cái ví này. Thì mình đã download ví rồi thì mình sẽ claim luôn cái điểm này, thì mình sẽ nhận được hai cái đồng FTM. Tiếp theo thì cái nhiệm vụ này thì mình đã làm rồi này. Đây, nhiệm vụ này là xác minh tài khoản nhé. Đó, thì mình đã đâu ở đây là cái phần nhiệm vụ nhận hai coin. Thì ở cái nhiệm vụ này là khuyến khích bạn bè tuyến dưới của bạn là trao đổi cho nhau, tức là gửi cái đồng FM coin ấy, tối xỉu UF coin, tức là cái giá trị tối thiểu là 2 đô la, gửi cho nhau, tức là mình gửi cho bạn và bạn gửi cho mình, gửi chéo nhau tối đa là 2 đô để nhận được cái phần thưởng là 5 cái đồng FTM này. Còn cái nhiệm vụ này ấy là mời bạn bè tham gia, thì hoàn thành cái nhiệm vụ này chắc là mời ít nhất là một người nhé. Tiếp theo bên dưới là follow, thì các bạn kích ở đây chúng ta sẽ follow trang Twitter của họ nhé. Trước khi follow thì chúng ta sẽ điền cái username của trang Twitter cá nhân của các bạn. Ở đây thì nó có sẵn a còng rồi thì chúng ta không cần phải điền a còng nữa, và chúng ta chỉ cần điền username của Twitter thôi. Các bạn điền vào đây, sau đó các bạn nhấn vào continue, nó sẽ chuyển chúng ta đến cái trang Twitter của dự án nhé. Thì ở đây thì các bạn nhấn vào cái phần là theo dõi này. Đó, chúng ta chỉ cần theo dõi thôi. Sau khi theo dõi xong thì các bạn quay trở lại trang Twitter, các bạn bấm vào cái biểu tượng ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái username của các bạn ở đây. Nếu như các bạn không nhớ được là cái username của bạn là Twitter của bạn là gì thì các bạn vào đây các bạn nhìn, sau đó thì các bạn dán vào. Đó, sau thì có đó thì các bạn nhấn vào xác minh. Chúng ta xác minh xong thì ở đây thì nó sẽ có cái phần đó là ở đây thì sau khi các bạn làm nhiệm vụ thì nó sẽ là ở cái trạng thái là chờ phê duyệt, và để chờ phê duyệt nhanh thì các bạn nên là like, comment và retweet một cái bài ở trong cái tài khoản Twitter của họ. Thì các bạn nhấn vào đây, vào đây sau đó thì các bạn kích lại cái trang Twitter nhé. Đó, thì các bạn nhấn vào continue này, chúng ta sẽ chuyển đến trang Twitter, thì ở đây nó sẽ có cái bài nhiệm vụ ấy, cái bài những cái bài tít của họ, thì các bạn bấm tim này, bấm mũi tên đảo chiều này. Ở đây thì các bạn comment vào cái bài này của họ này. Ở đây thì khuyến khích các bạn nên comment, sau đó thì các bạn tag cho mình người bạn vào đây để cái nhiệm vụ của bạn được phê duyệt nhanh hơn. Đó. Rồi, như vậy là đã xong cái phần nhiệm vụ này. Thì sau khi các bạn làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ phê duyệt nhé, đang ở chế độ là xác minh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến join vào nhóm Telegram. Các bạn kích vào đây. Và ở đây thì nó cũng yêu cầu chúng ta điền cái username của Telegram của bạn. Ở nhiệm vụ Telegram ở đây thì các bạn có cái username của Theon Crypto ấy, thì các bạn nhấn vào continue cho mình. Thì các bạn kích vào đây, nó sẽ chuyển chúng ta đến trang Telegram nhé. Thì các bạn nhấn nút start này. Thì ở đây nó yêu cầu chúng ta điền cái username của cái tài khoản của cái ví của bạn, thì các bạn copy cho mình cái từ này. Sau đó thì các bạn điền cho mình cái username của bạn vào. Đây là username của tài khoản UF Wallet của các bạn nhé. Ở đây nó báo là chưa chính xác. Có thể là cái tên của mình nó sai đấy, mình sẽ phải điền lại. Ok, như vậy là chính xác rồi. Và ở đây thì nó yêu cầu chúng ta là join vào cái nhóm này, thì các bạn kích vào đây. Rồi ở đây thì các bạn cũng comment cho mình là tài khoản của các bạn. Các bạn gõ chữ U và username, U 2 chấm cách và username tài khoản UF Wallet của các bạn. Rồi, ok, sau khi làm xong thì các bạn quay trở lại cái phần ví, chúng ta xác minh cái nhiệm vụ này. Các bạn cứ làm điểm cho mình. Rồi, ok, như vậy là đã cứ làm xong cái nhiệm vụ này. Tiếp theo là chúng ta sẽ soi tiếp vào WhatsApp. Cái này các bạn không có thì chúng ta có thể bỏ qua nhé.
Thì cái quad app này thì bạn nào dùng thì còn như không dùng thì chúng ta có thể bỏ qua cái nhiệm vụ này, thì cái nhiệm vụ này mình không làm, mình sẽ làm cái nhiệm vụ khác. Tiếp theo là mình like vào nhóm Facebook nhé, các bạn nhấn vào đây. Đấy, các bạn bấm vào đây. Thực ra cái nhiệm vụ này thì chúng ta không cần phải theo dõi, chúng ta cứ theo dõi sau đó thì các bạn nhấn claim là được, cái này nó không xác minh, các bạn nhận được ngay nhé. Tiếp theo đến cái Instagram thì các bạn nhấn vào follow Instagram này. Các bạn nhấn theo dõi. Rồi các bạn quay trở lại, các bạn nhấn vào cờ làm điểm luôn. Cái nhiệm vụ này chúng ta cũng nhận ngay, chúng ta không cần phải xác minh nhé. Tiếp theo là đăng ký kênh YouTube này. Cái này cũng không xác minh thì các bạn có thể quay trở lại, các bạn cờ làm điểm luôn. Ok, nhận được một điểm nhé. Là các bạn kích vào đây. Cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ bình luận ở đây, bình luận sao ở đây nha các bạn. Các bạn kéo xuống cuối cùng này. Để bình luận được đây thì các bạn phải nhấn vào đây, chúng ta đăng nhập. Đó, các bạn đăng nhập với tài khoản vào. Các bạn nhấn login này. Sau đó thì các bạn kéo xuống thì các bạn nhấn vào sao bình chọn này. Các bạn ghi ở đây. Ghi dự án rất tiềm năng. Các bạn ghi thế nào cũng được nhé. Sau đó các bạn nhấn vào post. Ok, như vậy là các bạn đã làm xong cái nhiệm vụ này. Thì các bạn quay trở lại cái app chúng ta cờ làm điểm. Ok, như vậy là chúng ta cần làm thêm một điểm nhé. Tiếp theo đến cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ này trở thành nhà cung cấp blockchain load thì cái này chắc là khá là khó. Thì nhiệm vụ này thì nó hiện tại nó vẫn chưa có sẵn, và nó dự án người ta sẽ cập nhật cái nhiệm vụ này sau, cho nên là các bạn chưa thể tham gia và hoàn thành cái nhiệm vụ này được nhé. Đó, các bạn bỏ qua. Tiếp theo ở đây thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ nữa. Thì hỏi ở đây thì bạn có thích cái ứng dụng OS Wallet này không? Thì nếu như các bạn mà thích ý, thì các bạn kích vào đây. Các bạn ghi vào nhiết cho mình ứng dụng OS Wallet. Cái này thì mỗi một người sẽ có một cái cách cách comment riêng nhé. Thì các bạn thích thì các bạn có thể lấy cái comment của mình. Rồi, như vậy là các bạn đã bình luận xong thì ở đây người ta cảm ơn và yêu cầu chúng ta là khi mà đầu hết cái đồng hồ đếm ngược ở bên dưới này thì các bạn vào các bạn cờ làm điểm. Thì đồng hồ đếm ngược nhé, thì sẽ còn 12 tiếng nữa thì chúng ta vào chúng ta cờ làm điểm. Rồi, ở đây thì hiện tại thì chúng ta chưa cờ làm điểm. Thì 12 tiếng sau, 11 giờ 22 phút sau thì các bạn quay trở lại đây, các bạn cờ làm cái điểm này. Rồi ở trên này thì sẽ còn cái nhiệm vụ này nữa thì mình chưa làm được, thì mình sẽ làm sau nhé. Thì các bạn nào mà chúng ta làm được cái nhiệm vụ nào thì chúng ta làm, còn không làm được thì chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ làm sau. Rồi tiếp theo đến cái phần mà cái nhiệm vụ phần thứ hai này này. Ở đây thì sẽ có một số những cái nhiệm vụ nữa. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn chưa khả dụng thì các bạn có thể làm sau. Rồi, ok, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta xem là chúng ta sẽ nhận được là bao nhiêu điểm sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ này nhé. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành được là 8 8 cái nhiệm vụ, là mình nhận được 8 cái đồng UFC tương đương với lại đây, các bạn kích vào đây nhé. Đây, nhận được 8 cái đồng FMC là tương đương với 8 đô la. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái phần nữa, đó là tiền Z ấy, thì các bạn kích vào đây. Ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link mã mời và link mời. Thì các bạn có thể là copy một trong hai cái link này, các bạn chia sẻ cho bạn bè và mời bạn bè tham gia nhé các bạn nhé. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ cho các bạn về tham gia vào cái dự án nhận cái đồng coin của ví FM Wallet. Đây là một cái kèo cực kỳ là tiềm năng, nhận cái đồng coin của ví nó rất là ngon. Thì ở những cái video sau thì mình tiếp tục cập nhật những cái thông tin quan trọng từ cái dự án này đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.